Tối nay mình rất vui được chia sẻ với các bạn chủ đề nâng cao năng lực dẻo dai trong vai trò là Senior Consultant của Học viện Resilience khu vực Đông Nam Á. Nếu chúng ta muốn phát triển bất cứ năng lực gì thì chúng ta phải có cái sự hiểu biết. Ngay cả một cái năng lực đơn giản như là nấu cơm đi thì chúng ta cũng phải phải học nấu cơm thì nó mới tạo ra được cái nồi cơm chúng ta mong muốn. Thì những cái năng lực mà liên quan tới cái chất lượng sống của chúng ta phải ý thức nâng cao cái sự hiểu biết thì nó mới tạo ra được cái chất lượng sống chúng ta mong muốn. Và năng lực dẻo dai là một trong những cái năng lực rất quan trọng để chúng ta có thể đi qua cuộc đời này hạnh phúc. Chúng ta có thể đối diện với những thách thức của cuộc đời này một cách mạnh mẽ và kiên cường. Tự đánh giá chúng ta thấy mình đang ở cái mức độ nào thấp nhất, đó chính là vật vã. Chúng ta sống rất là mệt mỏi. Chúng ta sống với rất nhiều những thứ tiêu cực chạy bên trong của mình. Và đến cái thang điểm cao nhất thịnh vượng, nơi mà suy nghĩ của chúng ta bay bổng, cảm xúc của chúng ta dâng tràn và hiệu quả công việc cũng như những cái thể hiện trên cơ thể của chúng ta rất là tuyệt vời. Phải của các bạn nó có một cái cục pin để báo cho bạn biết rằng pin của bạn đang hoạt động như thế nào. Thì bản thân mỗi người chúng ta cũng có một cái hệ thống để báo cho chúng ta biết năng lượng của chúng ta ra sao. Nhiệm vụ của chúng ta là phải hiểu để đánh giá cho đúng. Nếu chúng ta không nhận thức được thì có thể năng lượng của chúng ta tụt xuống rất là sâu, mà khi chúng ta phát hiện ra thì nó cần nhiều nguồn lực, nhiều thời gian để giải quyết, thì chỗ đó nó khá là mệt mỏi đó. Những cái chỗ mà mình nói là nó xuống sâu á là nó đã chuyển hóa thành thành bệnh tật, thành những thứ xui xẻo. Những cái thời điểm mà không chỉ mình chúng ta mệt mỏi mà những người xung quanh chúng ta cũng sẽ mệt mỏi. Khi những rủi ro bắt đầu xuất hiện bên trong chúng ta và ở trên cơ thể của chúng ta. Đầu tiên hết, các bạn sẽ thấy khi nguồn lực của chúng ta cạn kiệt, biểu hiện đó là cái gì? Là tinh thần của chúng ta sẽ rối loạn. Rồi cảm xúc của chúng ta mong manh dễ vỡ và cơ thể của chúng ta đã kiệt quệ. Nếu như mà cả ba cái hệ thống này, cái thời điểm là nó cộng hưởng với nhau, nó làm cho chúng ta sụp đổ thì lúc đó là lúc rất nghiêm trọng rồi. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ cần phải thấu hiểu là ngay khi một trong ba mà có vấn đề, chúng ta giải quyết ngay.